Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry, Trung Hoa Sử Ký. Ở phần trước của video, chúng ta đã tới với hồi gay cấn nhất của cuộc biến loạn Bát Vương. Những cuộc đổi ngôi, diệt tộc liên tục diễn ra chỉ trong một thời gian ngắn đã đẩy Vương Triều Tây Tấn tới kết cục bi đát. Ở đó, huynh đệ phản bội nhau, thân tộc tàn sát nhau. Vậy thì đâu sẽ là nút thắt để kết thúc cuộc huynh đệ tương tàn này? Xin mời đến với video ngày hôm nay nhé! Tam Vương Quần Hùng, nội chiến kết thúc. Tư Mã Nghệ chết, Tam Vương còn lại là Tư Mã Dĩnh, Tư Mã Ngung và Tư Mã Việt đã chia nhau các chức vụ quan trọng. Vì Tư Mã Dĩnh là vị vương đồng quân nhất, lại có gia phả gần với Tấn Huệ Đế nhất. Tư Mã Ngung buộc phải chấp nhận Tư Mã Dĩnh làm thái đệ, tương lai sẽ kế vị Tư Mã Trung, đồng thời là nhiếp chính cho nhà Tấn. Tưởng chừng tới thời điểm này, cuộc biến loạn sẽ kết thúc. Ai ngờ chỉ vì một lý do rất là ngớ ngẩn, đó là vì người mẹ Trình Thị thích sống ở Nghiệp Thành, nên Tư Mã Dĩnh đã cho rút hết quân chủ lực về đó đóng trú. Tư Mã Ngung cũng vì thấy mình ở lại chẳng được tích sự gì nên cũng chán nản và rút quân về Quan Trung. Và quyền lực tại kinh đô đột nhiên rơi vào tay của Tư Mã Việt. Tư Mã Việt biết rằng thời cơ đã tới và ông lại lên kế hoạch diệt Tư Mã Dĩnh và Tư Mã Ngung để một mình thâu tóm đại quyền. Về phần của Tư Mã Dĩnh, sau khi trở về Nghiệp Thành, ỷ mình là thái đệ nối ngôi, ông ta chỉ lo ăn chơi, không mảng chính sự, khiến những mưu sĩ và tướng quân trước đây từng giúp ông ta gây dựng sự nghiệp cũng dần chán nản. Mọi lời khuyên can đều bị Tư Mã Dĩnh để ngoài tai. Lợi dụng thời cơ này, Tư Mã Việt liền thảo hịch tố cáo Tư Mã Dĩnh coi thường hoàng đế, ăn chơi hoang phí để đem quân đánh Tư Mã Dĩnh. Nhờ nắm được hoàng đế trong tay, Tư Mã Việt được nhiều vị vương khác ủng hộ, tạo nên được một đội quân lên tới 10 vạn tinh binh, hùng hổ kéo thẳng tới Nghiệp Thành vào tháng 7 năm 304. Dù vậy, với ưu thế đông quân hơn, lại có sự tinh nhuệ cao do đã trải qua nhiều trận đánh, quân của Tư Mã Dĩnh do tướng Thạch Siêu chỉ huy vẫn đánh cho quân của Tư Mã Việt tàn nát, tới mức phải vứt cả hoàng đế mà chạy thoát thân. Khổ mỗi Tấn Huệ Đế ngờ nghịch bị Tư Mã Việt lôi đi xuất chinh thì đã chớ, đến lúc thua trận ông còn bị lãnh 3 mũi tên, bị quân của Tư Mã Việt bỏ mặc trên chiến trường. Rất may là khi phát hiện, Thạch Siêu đã không làm hại mà đưa ông vào Nghiệp Thành để Tư Mã Dĩnh chăm sóc và tiếp tục lợi dụng làm quân cờ vàng ròng trong tay. Tư Mã Dĩnh và Tư Mã Việt đánh nhau, Tư Mã Ngung làm ngư ông đắc lợi, lại sai tướng Trương Phương đem 2 vạn quân. Ban đầu định tới Nghiệp Thành hỗ trợ Tư Mã Dĩnh, thế nhưng khi gần tới kinh thành, tin Tư Mã Dĩnh thắng trận đã chuyển tới tai. Trương Phương liền chủ động cho quân lính đánh chiếm thành Lạc Dương, lúc này đang không có ai bảo vệ. Và sau khi chiếm được Lạc Dương, Trương Phương lại trực tiếp hạ lệnh cho quân đội đốt phá và cướp bóc khắp kinh thành. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Vụ thảm sát này đã trực tiếp giúp Tư Mã Ngung có một chân vững chắc trong kinh đô, để sau này ông ta trở thành vị vương thứ 7 trong cuộc đại chiến này. Về phần của Tư Mã Dĩnh, sau khi đánh đại bại quân của Tư Mã Việt, thay vì nam tiến để truy cùng diệt tận, Tư Mã Dĩnh lại cho rằng đây là thời cơ để bắc tiến, vừa mở rộng thêm lãnh thổ, vừa để tiêu diệt Vương Tuấn, kẻ từng là bộ hạ của Tư Mã Luân, hiện đang nắm giữ một cõi ở U Châu, cùng với các bộ lạc phương Bắc đang nhăm nhe xâm chiếm đất đai Trung Hoa. Vương Tuấn biết mình nguy to, liền liên minh với em trai của Tư Mã Việt là Tư Mã Đằng và hai tộc Tiên Ti, Ô Hoàn để đánh lại Tư Mã Dĩnh. Trước sức mạnh như vũ bão của kỵ binh hai tộc này, đoàn quân viễn chinh của Tư Mã Dĩnh đã thua tàn tác. Vương Tuấn thừa cơ nam tiến, đánh thẳng vào Nghiệp Thành. Đối đầu với những đội quân ngoại tộc có tính cơ động rất cao, Tư Mã Dĩnh không thể nào chống nổi, đành phải trốn khỏi Nghiệp Thành, đem tàn quân còn lại cùng hoàng đế Tư Mã Trung chạy về Lạc Dương. Vương Tuấn và bộ lạc Tiên Ti mặc kệ không thèm truy đuổi mà lo cướp bóc, đốt phá và thảm sát cả Nghiệp Thành. Về tới Lạc Dương, Tư Mã Dĩnh và Tư Mã Trung mới biết rằng nơi đây giờ đã bị Tư Mã Ngung và Trương Phương chiếm trọn. Tư Mã Ngung biết giờ cờ đang ở trong tay mình thì không còn ngại nữa, đứng ra uy hiếp Tư Mã Dĩnh phải lựa chọn. Một là tự phế hết các chức vụ để làm con tin cho ông ta. Hai là phải giết hết tất cả dân chúng trong thành. Tư Mã Dĩnh đành ngậm ngùi mà đồng ý lựa chọn thứ nhất. Trương Phương sau đó đã cho quân lính đốt phá, cướp bóc, tàn phá hoàng cung, đưa hoàng đế và tất cả các quan chức phải rời về căn cứ của Tư Mã Ngung ở Trường An. Hành động này
lập tức giúp cho Tư Mã Việt, khi này đang đóng trú ở Đông Hải, thấy được cơ hội lớn. Ông ta liền phát hịch rằng Tư Mã Ngung chính là Đổng Trác tái sinh, rồi tập hợp lực lượng gồm có ông ta và ba người em trai là Tư Mã Đằng, Tư Mã Lược và Tư Mã Mô, cùng với người em họ là Tư Mã Thành. Liên quân đã tôn Tư Mã Việt làm chỉ huy trưởng và đem quân Tây Tiến. Ban đầu nhờ có Thứ sử Vũ Châu là Lưu Kiểu chặn giữ, tướng Trương Phương cứu viện, tình thế cuộc chiến này đã rơi vào thế bất phân thắng bại. Thế nhưng đến khi Tư Mã Việt nhờ Tư Mã Đằng liên minh với Vương Tuấn cùng các bộ tộc phương Bắc, Tư Mã Việt đã thắng dồn dập. Quân của Tư Mã Ngung và Tư Mã Dính đã bỏ chạy bán sống bán chết về tới Trường An. Và tới lúc này, cái tính phẫn chí làm càn của Tư Mã Ngung lại bột phát. Ông ta điên loạn đổ tội cho Trương Phương đốt phá kinh thành và ép hoàng đế phải rời về Trường An, nên mới xảy ra cơ sự ngày hôm nay, nên đã cho người ám sát Trương Phương, lấy thủ cấp cầu hòa. Màn tự phế võ công không thể đi vào lòng đất hơn của Tư Mã Ngung lập tức được Tư Mã Việt đón nhận bằng tần suất tấn công Trường An ngày một cấp tập hơn. Có hối cũng chẳng kịp, Tư Mã Ngung và Tư Mã Dĩnh đã bỏ thành và chạy lên núi trốn. Tư Mã Dĩnh sau đó trốn về Nghiệp Thành mưu khởi nghĩa nhưng thất bại, bị bộ tướng của Tư Mã Việt là Lưu Dư giết chết vào tháng 6 năm 306, thọ có 28 tuổi, đúng bằng tuổi người anh trai Tư Mã Nghệ đã bị chính ông ta phản bội khi trước. Trở về Lạc Dương, Tư Mã Việt được phong làm thái phó và nhiếp chính cho triều đình. Tư Mã Việt cho rằng nguồn cơn xảy ra mọi sự đều xuất phát từ Tấn Huệ Đế Tư Mã Trung ngờ nghệch mà ra. Bởi vậy mà tháng 11 âm lịch năm Bính Dần, tức tháng 1 năm 307, Tư Mã Việt quyết định làm cái điều đại nghịch vô đạo, đó là đầu độc Huệ Đế. Năm đó, ông 48 tuổi, ở ngôi được 17 năm. Tư Mã Việt đã lập Hoàng Thái Đệ Tư Mã Xí, con thứ 25 của Tấn Vũ Đế lên ngôi, tức là Tấn Hoài Đế. Để ăn mừng đại lễ đăng quang, Tư Mã Xí viết thánh chỉ đại xá thiên hạ. Thậm chí ai đã từng làm quan sẽ được phục chức. Tư Mã Ngung được lệnh ân xá, hồ hởi kéo cả gia đình về Lạc Dương, mà không biết rằng em trai của Tư Mã Việt là Tư Mã Mô đã chuẩn bị dây thõng lọng để tiêu diệt nốt kẻ thù cuối cùng. Tư Mã Ngung cùng toàn bộ gia đình cứ thế mà chết thảm và trở thành dấu chấm hết cho đại loạn bát vương đã kéo dài ngót nghét 17 năm. Chuỗi bi kịch cho lịch sử Trung Hoa. Chỉ sau khi kết thúc thời Tam Quốc có 11 năm, Trung Quốc dưới sự cai trị của nhà Tấn đã rơi vào một giai đoạn loạn lạc kéo dài tới 17 năm. Trong chuỗi bi kịch đó, lần lượt 8 vị vương gia của Hoàng tộc Tư Mã là Tư Mã Lượng, Tư Mã Vĩ, Tư Mã Luân, Tư Mã Quýnh, Tư Mã Nghệ, Tư Mã Dĩnh, Tư Mã Ngung và Tư Mã Việt, cùng với các vọng tộc khác như họ Giả, họ Dương, họ Trường, đã thay nhau lên làm nhiếp chính, thái phó rồi thái đệ, để rồi lại bị mất mạng theo những cách không thể nào khủng khiếp hơn. Đi cùng với đó là cuộc chiến tranh đoạt thiên hạ, khiến cả Trung Hoa lại thêm một lần nữa chìm trong lầm than. Binh đào, nạn đói, cướp bóc và nhất là những vụ thảm sát tại Nghiệp Thành, Lạc Dương, Trường An cứ thế mà nối dài thêm chuỗi đau thương cho con dân Trung Hoa, vốn vẫn còn cực kỳ ám ảnh với những quan độ, xích bích hay di lăng của thời Tam Quốc. Con số trên 1 triệu người thiệt mạng trong tổng số hơn 16 triệu dân đã trở thành minh chứng khủng khiếp cho hậu quả của cuộc chiến này. Với cái chết của Tư Mã Ngung, Tư Mã Việt đã trở thành vị vương thứ 8 và cũng là người giành được đại thắng cuối cùng, trở thành thái phó và nhiếp chính cho hoàng đế mới là Tư Mã Xí. Dù vậy thì ông ta cũng chỉ sống được thêm 4 năm nữa do phải căng mình quá sức trong các cuộc tranh đoạt quyền bính với chính Tư Mã Xí và các quan lại khác trong triều, vừa phải chống lại các cuộc xâm lược từ những ngoại tộc phương Bắc. Ông mất vào năm 311, bỏ lại một khoảng trống quyền lực mênh mông trong triều đình lẫn trong bố phòng quân sự. Và chỉ đợi có vậy, chưa đầy một năm sau khi Tư Mã Việt qua đời, lợi dụng các mối quan hệ đánh thuê trước đó, tộc Tiên Ti từ phía Bắc do Lưu Thông chỉ huy đã đánh chiếm toàn Trung Hoa, chiếm được Lạc Dương và bắt được Hoàng đế Tư Mã Xí làm nô lệ, kết thúc giai đoạn nhà Tây Tấn. Đây cũng chính là dấu mốc khởi đầu cho thời kỳ Ngũ Hổ Thập Lục Quốc, và xa hơn là tới tận 277 năm Trung Hoa tan nát ra từng miếng trong các cuộc nội chiến giữa các tập đoàn quân phiệt ở các thời Ngũ Hổ Thập Lục Quốc hay Nam Bắc Triều, khiến lịch sử Trung Quốc
nối dài thêm những chương đau buồn. Dẫu sao, thời kỳ loạn bát vương cũng để lại vô số bài học quá đỗi xương máu để các vương triều thống nhất về sau, nhất là triều Đường, nhìn vào mà giật mình. Đó là một thế lực quân chủ theo trật tự thiên tử, chư hầu, hoàng tộc, các danh gia vọng tộc, vốn tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ tạo phản. Một khi các thế lực này mạnh lên qua từng giai đoạn, từng đời tra chuyển con nối, đó là bài học về sự cám dỗ của quyền lực khi khiến ngay trong chính hoàng tộc còn xoay ra chém giết lẫn nhau. Bởi vậy mà tới thời nhà Đường, đặc biệt là dưới thời của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, hàng loạt những cuộc cải cách, những thay đổi đã xuất hiện. Đặc biệt nhất phải kể tới hai cuộc cách mạng. Thứ nhất là nỗ lực tập trung quyền lực vào tay của hoàng đế tới mức tối đa để chuyển hóa đất nước thành quân chủ chuyên chế tập quyền bằng sự biến Huyền Vũ Môn kinh điển. Thứ hai, và cũng là quan trọng nhất, đó là xây dựng chế độ khoa cử để phá vỡ trật tự các triều đình trước do các đời thế hệ dòng tộc, quý tộc trao quyền chức vụ nối cho nhau. Thay vào đó, nhà Đường trở thành triều đình của hệ thống quan liêu thông qua thi cử, bình xét và thay thế thường xuyên. Từ đó, vừa đảm bảo được việc đất nước sẽ luôn được phục vụ bởi những người tài đức vẹn toàn từ đời này qua đời khác. Mặt khác, việc thi cử, bình xét rồi bãi nhiệm, từ nhiệm của các quan lại sẽ giúp giảm thiểu khả năng các quan lại và dòng họ của họ có thể hùng mạnh lên qua từng đời mà nổi loạn. Tất cả những nỗ lực này đã góp phần giúp nhà Đường trở thành triều đại rực rỡ nhất và là niềm tự hào của lịch sử trong lòng người dân Trung Hoa. Và quan trọng hơn, khác với một nhà Tấn yểu mệnh, nhà Đường kéo dài gần 400 năm, không thua gì nhà Hán trước đó.